Ngọc ơi, Dạ. sao hôm nay em không đến tập đoàn làm? Anh gọi điện cũng không nghe. Em đã nói với anh rồi mà, em không muốn làm nhân viên văn phòng. Suốt ngày ru rú một chỗ tù túng lắm. Em muốn kinh doanh quán cà phê, vừa tự chủ về thời gian, vừa được gặp gỡ nhiều người. Đó mới là cuộc sống em mong muốn. Chưa học bỏ đã lo học chạy. Em nghĩ kinh doanh dễ thế à? Không thử thì làm sao mà biết được. Chẳng phải là anh cũng đi từ con số 0 đến ngày hôm nay sao? Em không thể so sánh như vậy được. Mỗi thời mỗi khác. Huống hồ bây giờ kinh tế đang suy thoái, không thích hợp với việc kinh doanh tự do. Vậy chẳng lẽ cả đời này em phải làm nhân viên văn phòng sao? Sáng 8 giờ đến công ty, chiều 5 giờ về, cuối tuần thì ngủ nướng, cuối tháng thì nhận lương. Em đừng cố chấp như vậy được không? Anh không cấm em kinh doanh, nhưng bây giờ em chưa có kinh nghiệm, lấy gì mà cạnh tranh với người ta? Hay là vui thì em làm, buồn thì em nghỉ, dăm ba bữa thì lại đóng cửa, rồi lại suy nghĩ chuyển sang hình thức kinh doanh khác? Thôi, không cùng quan điểm, em không thể nói chuyện với anh được đâu. Từ mai em sẽ dọn ra khỏi nhà, tự kinh doanh, không có anh bận tâm đâu. Đừng cứng đầu, anh nói thì phải nghe. Anh cứ mặc kệ em đi, sao anh cứ xem vào cuộc sống của em thế nhở? Alo, tôi nghe đây. Alo, bà đến đâu rồi? Vừa ra khỏi bến xe, bây giờ tôi đến chỗ quán cà phê ở bà đây. Này, có nhớ đường không đấy? Cẩn thận đi nhầm, thành phố là dễ lạc lắm đấy. Không biết thì tôi hỏi, lo cái gì? Ừ, quán đang đông khách quá nên là không tới đón bà được, chịu khó một chút nhá. Ừ, tôi biết rồi. Ok ok, chút nữa gặp nhá. Ok. Sắp trễ giờ rồi. Ôi thôi chết, cô có làm sao không? Tôi không sao, nhưng mà lần sau anh đi đường, nhớ nhìn đường cho cẩn thận. Cô cắm mặt xuống đất thì thấy đường đâu mà đi. Tôi xin lỗi, tại tôi đang có việc gấp. Thôi được rồi, anh đi đi. Cảm ơn cô. Thôi chết, tiền của mình đâu? Ví đâu rồi? Khoan đã. Có chuyện gì vậy? Anh mau trả lại cái ví tiền cho tôi. Tiền gì? Tiền anh ăn cắp của tôi chứ còn tiền gì nữa. Tôi ăn cắp của cô khi nào? Vậy thì anh giải thích đi, tại sao tôi vừa tông trúng anh thì ví tiền của tôi lại không cánh mà bay? Cô buồn cười thật đấy. Tự mình làm mất tiền rồi lại tìm tôi ăn vạ. Cô nghĩ kiếm tiền bất chính dễ như thế à? Này, anh đừng có mà diễn kịch trước mặt tôi. Nếu mà anh không trả lại ví tiền cho tôi thì đừng hòng rời khỏi đây. Cô đang hăm dọa tôi đấy à? Thì làm sao? Tôi còn bận nhiều việc lắm, không có thời gian để chơi trò cảnh sát bắt cướp với cô đâu. Cô tránh ra đi. Không được, nếu anh không trả lại tiền cho tôi, anh có tin là tôi sẽ hét lên cho tất cả mọi người ở đây cũng nghe thấy không? Cô bị làm sao thế? Tôi không lấy thì trả bằng niềm tin à? Anh đừng có nói dối, để tôi lục soát người anh là biết ngay ấy mà. Cô dừng lại đã. Ý của anh là gì? Chẳng phải cô muốn tiền thôi à? Cô cầm lấy đi, nhiêu đấy chắc đủ rồi chứ. Làm ơn buông tha cho tôi còn phải lên máy bay. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là ăn xin. Vừa ăn cắp vừa la là sao trên đời lại có người ngang ngược như thế chứ? Sao? Đi đường có mệt không? Không mệt, nhưng mà tôi vừa bị mất tiền, đền hết chỗ nói. Tại sao lại như vậy? Bà kể đi xem nào. Tôi vừa gọi điện nói chuyện với bà xong, tự nhiên tông trúng một người đàn ông. Trông anh ta cũng lịch sự, chỉn chu phong độ lắm. Ai ngờ ăn cắp tiền của tôi, xong rồi không chịu trả đấy. Thế xong rồi sao nữa? Đã thế hắn ta tỏ ra bản thân là chính nhân quân tử, lôi ra 4 tờ 500 nghìn đưa cho tôi, hỏi tôi là đủ chưa. Cô xem tôi như là ăn xin vậy. Thế bà bị mất bao nhiêu? Chắc là khoảng 1 triệu. Thế thì hời quá còn gì nữa. Nhưng mà tôi không lấy, tôi tát cho anh ta một cái xong rồi đi.
Nói cho là tức điên cả người. Này, có khi nào bà trách nhầm người ta không? Ừ, nhầm là nhầm thế nào được. Ở trên xe vẫn còn tiền, xuống xe cái mất luôn. Không phải anh ta chứ là ai? Thế vậy tại sao anh ta lại đưa cho bà 2 triệu? Ừ, thì chắc là anh ta sợ tôi báo công an thôi. Ồ ha, bà nói cũng đúng. Nhưng mà nghĩ lại, thấy mình ngu. Biết thế vừa nãy cầm tiền luôn cho rồi. Đằng nào cũng là tiền của mình mà. Thành phố là vậy đấy, sơ sẩy một chút là mất đồ ngay. Mà bà cứ yên tâm đi, lần sau gặp lại hắn ta tôi sẽ trả thù cho bà. Ừ, chỉ có bà tốt với tôi thôi. Thôi được rồi, bà vào trong cất đồ đi, rồi ra đây phụ tôi luôn. Ok. À, quý khách dùng gì ạ? Là anh à? Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm đến vậy. Anh tới đây làm gì? Tôi đến đây làm gì cũng đâu liên quan đến cô. Cô tránh ra đi. Tôi không tránh đấy, thì làm sao? Cô rảnh đến thế à? Sao lúc nào gặp tôi cũng kiếm chuyện vậy? Anh ảo tưởng vừa thôi, anh nhìn lại bản thân anh đi. Tôi làm sao? Tôi thấy tôi cũng đẹp trai mà. Ê, cô gọi ngay chủ quán ra đây cho tôi. Anh không muốn uống cà phê thì mời anh đi dùng cho. Chứ chủ của tôi không rảnh để tiếp cái loại trộm cắp như anh. Cô! Sao? Anh định kêu chủ quán đuổi việc tôi chứ gì? Đừng có mà mơ, chúng tôi là bạn đấy. Cô làm ở đây hay bị đuổi thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Cô mới là người ảo tưởng đấy. Anh, em không về nhà đâu. Anh đừng có tới đây nữa. Bà ơi, đây là... Đây là anh trai tôi. Hai người là anh em á? Sao trước đây bà chưa bao giờ kể? Anh ấy mới ở bên nước ngoài về. Mà bà với anh ấy quen nhau à? Không quen. Anh ta chính là cái người mà tôi đã kể với bà đấy. Đủ ăn cắp. Tôi không ăn cắp tiền của cô. Đừng có mà nói nhăng nào quậy. Cái này thì tôi phải bênh anh trai tôi rồi. Tôi chắc chắn với bà là anh tôi không ăn cắp. Anh ấy có nhiều tiền lắm. Quán cà phê này tôi mở ra đều là tiền anh ấy cho tôi. Tôi dành dụm được đấy. Thế á? Tôi xin lỗi. Cảm ơn. Tôi không dám nhận đâu, dễ tổn thọ lắm. Anh được lắm. Em về nhà đi. Rồi em muốn kinh doanh cái gì cũng được. Anh không cấm nữa. Nhà thì có hai anh em. Em đi rồi anh ở nhà một mình buồn lắm. Em về đi, rồi chạy đi chạy lại ở đây cũng được. Vâng. Dù sao thì em cũng không giận anh lâu được. Chỉ cần anh đừng có quân phiệt với em nữa là được rồi. Mà hai người bắt tay làm hòa đi. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Xin lỗi bà nhá. Tôi không nghĩ là mình lại thất bại sớm như vậy. Không sao mà. Thế bây giờ bà định làm gì? Ở lại đây hay là về quê? Trước mắt tôi sẽ qua chỗ anh trai đã, sau đó mới tính tiếp được. Ồ, vậy cũng được. Bà đừng có buồn quá. Người ta nói thất bại là mẹ của thành công mà. Sau này bà sẽ làm tốt hơn thôi. Đến lúc đấy bà nhớ phải đến phụ tôi một tay đấy. Đương nhiên rồi. Ai chứ bà thì tôi luôn sẵn sàng. Ngọc Anh. Anh ạ. Cô về quê à? Chắc vậy. Tôi có việc làm cho cô đấy. Cô có muốn làm không? Việc gì? Cô giúp việc nhà tôi mới nghỉ. Tôi vẫn chưa tìm được người. Cô có muốn làm không? Tiền lương ở chỗ ở thì cô không phải lo. Ừ, đúng rồi đấy. Bà tới làm đi. Nếu mà như vậy thì tôi và bà sẽ có thêm thời gian để nói chuyện với nhau rồi. Vậy cũng được. Thế thôi, lên xe đi. Anh với cả Ngọc Anh về trước đi. Bây giờ tôi phải qua nhà anh trai tôi báo một tiếng, tranh thủ lấy thêm một ít đồ nữa. Tùy cô. Vậy tôi về trước nhé, mai gặp. Bye bye. Bye. Đi đây. Thank you.
Về rồi à? Đi tắm đi rồi ăn cơm, anh nấu xong rồi đấy. Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì đấy? Em nghỉ việc ở quán cà phê rồi. Sao đang yên đang lành lại nghỉ? Có chuyện gì à? Quán lỗ vốn nên là bà em quyết định đóng cửa. Thôi rồi, không có việc thì ở nhà anh nuôi, không sao đâu. Nhưng mà em cũng tìm được việc mới rồi. Việc mới là việc gì? Em làm giúp việc anh ạ. Làm giúp việc á? Dạ vâng, em làm chỗ người quen, bao ăn ở, lương mỗi tháng 10 triệu anh ạ. Anh thấy không ổn đâu. Em đừng có đi làm nữa. Em con gái một mình lại ở chung với chủ, không được. Em nhận lời rồi, mai đến nhận việc. Anh bảo là không được, em từ chối người ta đi. Không, em muốn đi làm, em không muốn ở nhà ăn bám anh đâu. Anh là anh trai của em cơ mà, em tính toán chuyện đấy làm gì? Bây giờ em 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Em muốn tự mình kiếm tiền, lo cho bản thân. Với cả đây là chỗ người quen, anh không phải lo đâu. Thế nhá, em đi thay đồ đã. Mi, nghe anh nói đã. Mi, cái con bé này. Cô ngồi đi. Ngọc Anh đâu rồi ạ? Ra nước ngoài rồi. Hả? Sao lại gấp như thế ạ? Đi du học. Nó quên kiểm tra mail trúng tuyển, nên sát ngày nhập học trường bên kia mới gọi điện về, nên nó vội vàng ra sân bay rồi. À, nó gửi lời chào cô đấy. Nó bảo khi nào nó sang bên kia nó sẽ gọi cho cô. Vậy là chỉ có mình tôi và anh ở đây thôi hả? Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu mà cô sợ. Cô không phải là gu của tôi, ok? Ừ, anh nghĩ là tôi sợ. Thôi, cô cất đồ vào phòng Ngọc Anh đi. Anh Hiếu. Xem vào được đấy. Em thấy cửa mở nên em vào thôi. Vậy em đến đây làm gì? Em tìm anh. Có chuyện gì cơ? Chúng ta quay lại được không anh? Chia tay rồi em mới nhận ra là em không thể sống thiếu anh được. Em nghĩ anh cũng vậy nên là... Em đừng hiểu lầm. Anh không còn tình cảm gì với em cả. Em về đi. Em biết là anh còn giận em. Thế này đi, hôm khác em lại tới nhá. Không cần đâu. Về nhớ đóng cửa cho anh. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén chuyện của anh đâu. Cô là bạn gái mới của anh Hiếu à? Tôi nghĩ tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này. Tôi khuyên cô một câu, tốt nhất là nên tránh xa anh ta ra. Anh ta không phải hạng người tốt đẹp gì đâu. Thế à? Đừng trách tôi không cảnh báo trước. Anh ta chỉ muốn quen cô chơi qua đường thôi, không hề chung thủy. Đó chính là lý do chúng tôi chia tay đấy. Thế tại sao cô lại đòi anh quay lại? Để trả thù. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tôi có hẹn, không ăn cơm ở nhà đâu. Anh Hiếu, anh có làm sao không? Ôi, nồng nặc mùi rượu như thế này, chắc là anh ấy đã uống nhiều lắm đấy. Thank you.
Anh Hiếu ơi, anh dậy ăn cháo đi cho khỏe. Cảm ơn cô. Của anh này. Chồng cũng có vẻ ngon. Cô làm đầu bếp được rồi đấy. Thế à, anh ăn đi. Ở bên dưới vẫn còn đấy, hết tôi múc cho. Cho anh chết, ai bảo anh cứ lấy việc công trả thù riêng. Cô bị điên à? Tôi không ăn được cay. Thì tôi cũng biết thế, nên là tôi mới cho vào chứ. Tôi bị đau dạ dày. Anh không nói, làm sao mà tôi biết được? Cô đúng là hay thục chữa. Thôi, để tôi lấy bát cháo khác cho anh. Anh ăn đi, rồi làm tiếp. Cô lại định hại tôi tiếp đúng không? Không hề. Vậy cô chứng minh đi. Anh tin chưa? Cảm ơn cô, đúng lúc tôi đang đói. Anh mau ăn đi. Ăn xong ấy thì anh nên đi ngủ sớm. Thức khuya nhiều hại cho sức khỏe lắm đây. Cô đang lo cho tôi đấy à? Tôi chỉ sợ là anh có chuyện gì rồi Ngọc Anh sẽ lo lắng thôi. Mà tôi có một chuyện tò mò muốn hỏi anh. Cô nói đi. Tại sao anh với ở cô người yêu cũ hôm trước đến nhà này này lại chia tay vậy? Cô muốn biết lắm à? Anh không muốn nói thì thôi vậy. Trong khi quen tôi, cô ấy lén qua lại với đàn ông khác. Rồi sau đó cô ấy có thai. Nhưng tôi và cô ấy chưa xảy ra chuyện gì cả. Nên là, như cô thấy đấy, tôi đề nghị chia tay. Hóa ra là như vậy. Cô ấy đúng là khốn nạn thật. Chuyện cũng qua lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi hiểu. Anh. Có chuyện gì sao? Anh tôi vừa mới bị tai nạn, cần phải phẫu thuật gấp. Đi thôi. Đi đâu? Tới bệnh viện. Nhưng mà tôi... Cô đang lo viện phí đúng không? Cô yên tâm, tôi lo được. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn cô. Đây là bánh kem do chính tay tôi làm đấy. Mong là anh sẽ thích. Đẹp lắm. Anh mau ước đi, còn thổi nến nữa. Ước gì mi chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Anh yêu em, là bạn gái anh nhá. Em không đồng ý là anh đi cầu hôn người khác đấy. Ai nói là em từ chối? Thì là em đồng ý rồi nhá. Anh ăn gian. Mấy người yêu nhau toàn làm vậy thôi mà, em không biết à?
Anh lừa em. Vậy để anh thử lại nhá. Nào, anh không đùa với anh đâu. Làm gì ở đây vậy? Thế còn mày? Mày đang làm trò hề gì ở đây vậy? Trò hề là sao? Tao đang làm việc ở trong tập đoàn ABA mà. Cái gì? Mày đang làm trong tập đoàn ABA á? Ừ, tao mới vào làm ở bộ phận khai thác thị trường. Thế hóa ra mày là cấp dưới của ông Quang à? Mày biết cả giám đốc Quang á? Tao đang là thư ký của chủ tịch tập đoàn ABA. Mày nói xem, tao có biết anh ta không? Gì cơ? Mày là thư ký của chủ tịch á? Sao? Ngạc nhiên lắm à? Thế mày nghĩ sao tự dưng tao lại xuất hiện ở đây? Đúng là bất ngờ thật đấy. Chúc mừng mày nhá. Bất ngờ? Năm xưa tao cái gì chả hơn mày. Mày chỉ là con vịt vụng về. Thế mà vẫn được nhận vào tập đoàn ABA làm. Thì tao làm thư ký chủ tịch cũng có gì phải kinh ngạc đâu. Mà mày đi cái của nợ gì đến đây thế này? Xe điện. Đừng nói với tao là mày không biết loại phương tiện này đấy nhá. Mày nghĩ tao ngu à? Vấn đề là mày nhìn xem tập đoàn mình như thế nào. Thì rất lớn, nhưng việc đấy thì liên quan gì ở đây? Mày ngu như thế mà vẫn được vào đây làm. Đúng là lạ thật đấy. Nếu mày đã cảm thấy không vui khi gặp tao như vậy thì tao đi trước đây. Mày định đi đâu? Tao đi vào làm, sắp đến giờ rồi. Làm lụng cái gì? Quay ra, vứt cái xe của nợ mày đi, xong rồi hãy vào. Mày đừng có vô lý như vậy. Tập đoàn cũng đâu có quy định là không được phép mang xe điện đi làm. Tập đoàn không quy định, nhưng mà tao thấy ngứa mắt nên tao cấm, được chưa? Mày làm gì có cái quyền đó? Tao thích, tao tự cho tao cái quyền đó đấy. Dù gì bọn mình cũng đã học cùng nhau mấy năm, mày cần gì phải quá đáng với tao như vậy? Mày câm mồm. Tao cấm mày nhắc đến chuyện này. Người như tao không thể nào học chung lớp với một đứa quê mùa, nghèo nàn và chậm chạp như mày được. Mày định để tao trở thành trò cười cho mọi người à? Nếu như vậy thì tao không nói là được chứ gì. Mày chẳng những không được nói mà còn phải tránh xa tao ra. Được. Mày còn muốn cái gì nữa đây? Nãy giờ mày bị kém về mặt nhận thức à? Nhanh mang cái cuộn nợ của mày vứt ra ngoài đi. Nãy đến giờ tao nhịn mày đủ rồi đấy. Thế mày định làm gì tao? Khóc vào mặt tao à? Thế thì cứ tự nhiên. Đằng nào năm xưa mày cũng là đứa mau nước mắt nhất lớp còn gì. Giám đốc Quang đây rồi. Anh ở lại tao nhờ chút chuyện. Có chuyện gì thế thư ký Phương Anh? Anh xem, nhân viên của anh đi xe điện đi làm, làm mất hết mặt mũi của tập đoàn mình rồi. Anh làm thế nào thì làm. Mày quá đáng vào thôi. Câm mồm. Cô ăn nói như thế với cấp trên à? Được. Nhưng mà tôi đi làm bằng phương tiện gì, đấy là quyền của tôi. Thư ký Phương Anh có quyền gì mà ngăn cấm chứ? Giám đốc Quang xem, nhân viên này của anh nếu còn muốn giữ lại thì phải dạy dỗ cho tốt. Nếu không đừng trách tôi không nể nang gì. Được, chuyện này thư ký Phương Anh cứ để đấy để tôi giải quyết cho. Tôi cũng muốn xem là anh sẽ giải quyết như thế nào đây. Mi này, tập đoàn của chúng ta là một tập đoàn rất lớn. Tôi biết. Nhưng mà việc đấy thì có liên quan gì? Em đi xe điện đến như vậy, rồi các đối tác họ nhìn thấy, họ sẽ nghĩ thế nào? Chỉ cần mình làm tốt công việc của mình là được. Quan trọng gì người khác nghĩ thế nào ạ? Anh thấy chưa? Anh làm cấp trên kiểu gì mà không có chút tiếng nói nào vậy? Cô Phương Anh, việc này cũng không liên quan đến cô. Cô đi vào làm đi kiểu muộn. Anh được lắm. Anh dám công khai chống đối tôi chứ gì? Được. Anh cứ chờ đấy. Mi à, vì em mà anh vừa làm một nhân vật lớn trong tập đoàn không vui rồi đấy. Cảm ơn giám đốc. Thôi, tôi xin phép vào làm trước đây ạ. Anh làm gì đấy? Nhỡ có ai trông thấy thì làm sao? Đang trong giờ làm, không có ai ra ngoài này đâu. Vâng,
Nhưng mà bây giờ em phải mang báo cáo lên cho giám đốc Quang, không thì muộn mất. Sao em phải vất vả như thế chứ? Để anh bổ nhiệm em làm thư ký chủ tịch, như thế có phải là đỡ vất vả mà lại được gần gũi nhau không? Nhưng mà em muốn tự lực cánh sinh. Nếu mà em dựa vào anh, kiểu gì người ta cũng sẽ nói này nói nọ, rồi xì xào bàn tán. Như thế em cũng sẽ cảm thấy không vui, mà anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Mình sống vì bản thân mình, cần gì sống bằng ánh mắt thiên hạ chứ? Thì em cũng đang vì bản thân mình mà cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày để xứng đáng với anh đây. Thôi được rồi, anh không nói gì nữa. Chứ anh đón em đi ăn nhé. Không cần đâu ạ, chưa em đi ăn với đồng nghiệp rồi. Tối mình đi ăn nhé. Tận tối á? Vâng, ngày nào mình cũng đi ăn với nhau mà. Thôi, em đi làm việc tiếp đây, không là muộn đấy. Mời vào. Giám đốc, tôi gửi anh báo cáo ạ. Ơ, anh không cần phải kiểm tra lại à? Em làm việc thì anh yên tâm rồi, kiểm tra làm gì nữa. Dạ vâng, em cảm ơn giám đốc đã tin tưởng ạ. My này, em cũng thấy thái độ của thư ký Phương Anh rồi, đúng không? Ý anh là gì ạ? Cô ấy là người nhỏ nhen hẹp hòi, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua cho anh và em đâu. Vậy theo sếp tôi phải làm thế nào ạ? Tối nay để anh đưa em đi ăn, rồi anh đưa em về cho biết nhà luôn nhé. Nhưng mà chuyện này thì giải quyết được cái gì chứ ạ? Giải quyết được nhiều chứ. Bây giờ nhé, em đi ăn, đi chơi với anh, rồi được anh đưa về, sau đó em check in, chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Khi đó tất cả mọi người, có cả cô Phương Anh, đều nghĩ em là của anh. Cho nên sau này cô ta có muốn làm gì, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ, đúng không? Cảm ơn ý tốt của sếp, nhưng mà tối nay tôi có hẹn mất rồi ạ. Em hoãn cuộc hẹn gì đó của em lại đi. Em phải cho anh biết nhà, để anh còn đưa đón em đi làm chứ. Tôi hiểu ý của sếp rồi, nhưng mà tôi cảm thấy là nó không cần thiết cho lắm. Bởi vì tôi không làm gì sai, nên là cần gì phải sợ người khác gây khó dễ với mình chứ. Em nên hiểu, ở môi trường công sở này, người có tiếng nói mới là người đúng. Ở đâu cũng vậy, mình phải nói đến chữ lý chứ ạ. Thì đằng nào anh cũng rảnh, thuận tiện đưa đón em một chút có sao đâu. Việc gì em phải dứt khoát như thế. Thưa sếp, tôi là người đã có người yêu, làm như vậy tôi sợ là người yêu của tôi sẽ hiểu nhầm. Hơn nữa tôi cũng không muốn làm phiền anh, mong là anh thông cảm ạ. Thế vậy giờ người yêu của em ở đâu? Có biết tình hình của em bây giờ như thế nào không? Anh ấy không biết, tôi cũng không muốn để anh ấy biết. Em từng này tuổi rồi, sao mà suy nghĩ nông cạn thế? Phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng đấy. Tôi hiểu điều đó, và tôi thấy là mình lựa chọn không có gì sai cả. Thôi được rồi, vậy em về làm việc đi. Sau này em có vấn đề gì, anh sẽ không can thiệp đâu đấy. Tôi xin phép ạ. Tạo điều kiện cho anh như thế rồi, anh vẫn không làm được gì con danh kia à? Cô là bạn học của cô ấy cơ mà, tại sao lại không ưa cô ấy như vậy? Anh định để cho cả thế giới biết đấy à? Chúng ta đã thống nhất rồi, càng ít người biết càng tốt. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô không ưa cô ta rồi. Phải nói là cô ta rất ngang bướng. Không chỉ vậy, nó còn là một đứa ủy mị mau nước mắt, lúc nào cũng sẵn sàng khóc lóc một cách tùy tiện để tranh thủ lòng thương của người khác. Trông khó chịu ngứa mắt lắm. Không lẽ vì vậy mà cô ghét cô ta như thế sao? Khi người ta không ưa nhau ấy thì có nhiều lý do lắm. Nhưng mà tôi đã cố tình nhường nhịn, tạo điều kiện để anh làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, thế mà anh vẫn thất bại. Anh làm tôi thất vọng quá. Thì biết làm sao được, tôi cũng hết cách rồi. Anh hết cách, vậy không định cảm ơn tôi sao? Cô muốn thế nào? Thật ra tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần anh nghĩ cách tống cổ con danh kia khỏi tập đoàn cho đỡ ngứa mắt là được. Cô ghét cô ta đến vậy cơ à? Không đội trời chung. Cô Phương Anh này, đúng là tôi rất khó chịu khi bị cô My từ chối. Thế nhưng mà tôi không thể làm việc này được.
Việc đó trái với quy định của tập đoàn. Tôi chưa thể quyết định ngay được. Từ bao giờ anh trở nên nhút nhát như vậy? Cô thông cảm. Tôi đang làm theo đúng quy định thôi. Làm sao có thể tùy tiện đuổi người này mà không có lý do được. Hơn nữa, cô My lại rất được việc. Anh vì một đứa nhân viên quen chống đối tôi như vậy, liệu có đáng không? Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. My. Yên tâm, không có ai đâu. Nhưng mà anh cũng không cần phải xuất hiện bất ngờ như vậy đâu. Em bị giật mình đấy. Đường đường là chủ tịch tập đoàn AB ấy, mà yêu đương cứ phải lén la lén lút như thế này. Mất mặt thật chứ. Được rồi, em xin lỗi. Là do em đã làm khó anh rồi. Đơn giản vậy thôi á. Hay là em cho anh chờ em nhá. Cách xin lỗi của em cũng đặc biệt thật đấy. Nhưng mà anh thích. Nào, mời nàng lên xe. Đi nhá. Vâng. Trần nhân bất lộ tướng. Không ngờ cô ấy lại là người yêu của chủ tịch Hiếu. Cũng may mình chưa nghe lời cô thư ký nên đã không làm gì quá đáng. Nếu không thì tỏi. Giám đốc Quan, anh làm vậy là sao? Anh công khai chống đối tôi đấy à? Thư ký Phương Anh, cô là thư ký của chủ tịch, phòng tôi thì có cửa, cô phải có phép lịch sự tối thiểu chứ. Anh thôi cái trò đạo đức giả đi. Đã thống nhất rồi, sao anh còn làm vậy? Này, cô đừng gài tôi đấy nhá. Tôi chưa thống nhất với cô gì cả. Anh có ý đồ gì mà lại bất ngờ thăng chức cho con My kia? Cô My là người có năng lực. Tôi thăng chức cho cô My cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Mà chuyện này cũng đâu có liên quan đến cô. Tại sao cô phải nhọc lòng như vậy? Có phải anh đã được lợi lộc gì từ nó rồi đúng không? Cô đừng nghĩ ai cũng như mình. Anh được lắm. Chuyện này tôi sẽ không quên đâu. Cô đừng có phách lối ngang ngược nữa. Cô cũng chỉ là thư ký của chủ tịch. Có hơn chúng tôi thì cũng chỉ hơn ở chỗ cô thân cận với chủ tịch mà thôi. Chứ không phải vì thế mà cô muốn chèn ép ai cũng được. Để tôi xem cô còn vênh váo được bao lâu. Cô muốn cái gì đây? Mày xưng hô với cấp trên như thế à? Vâng, thư ký Phương Anh. Nếu cô muốn người khác tôn trọng cô thì tính cách của cô cũng nên tiết chế lại đi. Mày nói thật đi. Có phải mày đã lên giường với ông Quang cho nên ông ấy mới ưu ái thăng chức cho mày đúng không? Cô ăn nói cho cẩn thận đấy. Cẩn thận cái đầu mày ấy. Đấu không lại tao nên muốn dùng thủ đoạn chứ gì. Mày cứ đợi đấy. Tôi không muốn nói chuyện với cô, tránh ra đi. Mày định đi đâu? Tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Hôm nay mày mạnh miệng gớm nhở? Hay là nghĩ có giám đốc Quang là chỗ dựa rồi cho nên muốn làm gì thì làm đúng không? Tao chưa nói xong mà mày định đi đâu? Em có làm sao không? Em không sao ạ. Dạ, chủ tịch ạ. Cô vừa làm gì vậy? Chủ tịch, cô ấy chỉ là nhân viên bên bộ phận khai thác thị trường, nhưng mà tư cách đạo đức không đoan chính, dám gian díu với cấp trên để đổi lấy địa vị. Em chỉ muốn giáo huấn cô ta một chút thôi. Cô có biết mình đang nói gì không? Em biết ạ. Vậy cô có biết tùy tiện vu khống người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Chủ tịch, em không hề vu khống. Cô ta vụng về chậm chạp, làm sao có thể được thăng chức nhanh như vậy được? Vậy cô có biết My là bạn gái của tôi không? Dạ. Anh được lắm. Anh đã sớm biết con Danh đấy là người yêu chủ tịch rồi đúng không? Sao? Bị cắt chức rồi mà vẫn hung hăng với tôi hả? Anh đúng là loại tiểu nhân. Cứ đợi đấy cho tôi. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Tốt nhất từ bây giờ cô nên biết điều.
bớt ngang ngược đi. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường đấy. Còn bây giờ tôi có việc phải đi làm rồi, không rảnh rỗi để ở đây nói chuyện với kẻ thất nghiệp như cô. Em ơi, tính tiền. Chào em, lâu rồi không gặp. Chào anh, lâu rồi không gặp. Anh ngồi đây được không? Hôm nay em không đi làm à? Sao lại ngồi đây một mình? Em không, còn anh thì sao ạ? Anh vừa gặp một đối tác gần đây. Vâng, chúc mừng anh. Xem ra công việc của anh đang rất tốt. Cũng tạm ổn thôi. Còn em thì sao? Nếu em mà đi làm thì làm sao giờ này ngồi ở đây được? Em đang thất nghiệp. Hóa ra là như vậy. Thế em định xin việc chỗ nào chưa? Em muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm việc sau anh ạ. Công việc trước đây của em nhiều áp lực vậy à? Vậy còn chuyện cá nhân của em thì sao? Ý anh là lâu nay em đã có ai chưa? Tại sao vậy? Chẳng sao cả. Chỉ là em thấy tình yêu nó hơi xa vời. Em chưa muốn nghĩ tới. Thế còn anh? Anh sắp lấy vợ rồi. Thế thì hay quá. Chúc mừng anh nhá. Mà đúng rồi, anh đang làm cho công ty nào vậy? Anh làm cho mình, không làm thuê cho ai cả. Thế thì sự nghiệp của anh tốt quá còn gì. Em lại chúc mừng anh nữa nhá. Nếu như em nghỉ ngơi xong mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý thì có thể cân nhắc đến chỗ anh làm thử xem thế nào. Làm việc cho người yêu cũ à? Em không thích đâu. Cảm ơn anh nhiều. Anh, sao anh lại ở đây? Mà đây là ai thế? À, để anh giới thiệu một chút. Đây là Phương Anh, người yêu cũ của anh. Giới thiệu với em, đây là Ngọc Anh, vợ sắp cưới của anh. Anh có duyên với mấy người tên anh nhỉ? Chào chị, tôi vừa nghe anh Hiếu kể về chị. Hai người đẹp đôi lắm. Chúc mừng hai người. Chào cô, nghe về cô đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Chuyện của chúng ta, anh đã kể hết cho Ngọc Anh nghe rồi. Bảo sao? Tôi đã được nghe anh Hiếu kể nhiều về cô rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt, được mở mang tầm mắt. Cô đúng là tốt bụng và độ lượng mà. Cảm ơn chị. Chuyện của tôi với anh Hiếu cũng là chuyện quá khứ rồi. Không đến được với nhau thì vẫn có thể làm bạn mà, đúng không? Đấy là cô nghĩ như vậy thôi, chứ tôi thì không độ lượng được như thế đâu. Nếu mà đã chia tay rồi ấy, thì tôi nghĩ không nên gặp mặt nhau nữa. Như vậy ấy, chỉ làm cả hai khó xử thêm thôi. Ngọc Anh, em nói gì vậy? Em chỉ đang nói lên suy nghĩ cá nhân của mình thôi mà. Được rồi, tôi có việc bận, không tiện làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép. Ơ kìa, đây là bàn của em à? Nếu có đi, bọn anh mới là người phải đi. Không cần đâu, hai người cứ tự nhiên nhá. Em vừa làm gì vậy? Sao anh lại cáu với em? Em chỉ thật thà nói lên suy nghĩ của mình thôi mà. Em thật thà cũng đúng chỗ quá nhỉ. Anh làm sao thế? Anh là người hẹn em ra đây mà. Anh ngồi vui vẻ nói chuyện với người yêu cũ. Em không giận anh thì thôi, anh lại còn thái độ như vậy là sao? Em không giận mà đã như thế này rồi, nếu em giận thì còn như thế nào nữa? Chuyện của anh và Phương Anh đã là quá khứ, anh cũng đã kể hết với em rồi. Anh hy vọng từ giờ em không cư xử trẻ con như vậy nữa. Ô kìa, anh, mình còn chưa uống nước cơ mà. Phương Anh, em đi đâu vậy? Là anh à? Có chuyện gì không? Không có gì. Anh đang đi dạo, tình cờ thì thấy em thôi. Em rảnh không? Anh mời em đi chơi.
Tôi đang có việc, anh thông cảm. Em vẫn chưa xin được việc thì bận cái gì chứ? Giám đốc Hải, anh theo dõi tôi đây à? Em đi làm lại đi. Anh hứa từ bây giờ anh sẽ không vượt quá giới hạn nữa đâu. Cảm ơn. Từ khi nghỉ việc ở chỗ anh tôi cảm thấy thoải mái lắm. Tôi sẽ không đi làm lại đâu. Em nói dối. Chẳng qua em không đi làm là vì em không thích anh đúng không? Anh hứa là anh sẽ giữ khoảng cách với em. Thế là được chứ gì? Tất cả đều muộn rồi. Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Phương Anh, anh sẽ tăng lương, giảm giờ làm cho em. Như thế là được chứ gì? Tôi đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn không chịu hiểu à? Anh hiểu chứ. Thế nhưng mà em nhìn lại đi, quanh em làm gì còn có ai hơn anh đâu. Với cả em cũng đâu còn ít tuổi nữa. Tại sao em cứ phải cố chấp với một mối tình đã qua lâu như vậy? Đúng, tôi vừa già vừa xấu vừa cố chấp, không phù hợp với anh đâu. Tránh xa tôi ra. Cô là ai? Thái độ gì vậy? Tôi khuyên anh nên bình tĩnh lại và cư xử cho đúng mực, không lát nữa lại hối không kịp đấy. Rốt cuộc cô là ai? Để tôi giới thiệu một chút nhé. Tôi là Ngọc Anh, thư ký và cũng là vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn ABA. Cô nói cái gì? Cô là thư ký của chủ tịch Hoàng Trọng Hiếu? Sao em lại ở đây? Em mới vào làm hôm qua. Còn anh? Đây là tập đoàn của anh. Anh là chủ tịch. Anh nói thật à? Sao lại trùng hợp như thế chứ? Em đang làm ở bộ phận nào? Em làm ở bộ phận quan hệ công chúng. Đang chuẩn bị mang báo cáo lên cho giám đốc ạ. Vậy em đi đi. Có dịp mình cà phê sau nhé. Dạ. Thì ra là chị à? Cô có biết đang trong giờ làm việc không? Sao cô dám xưng hô như thế hả? Tôi xin lỗi, nhưng tôi là nhân viên mới, vẫn chưa biết chức vụ của chị. Tôi là thư ký của chủ tịch. Vậy thì chào thư ký Ngọc Anh. Cô vào đây với mục đích gì? Có phải muốn tiếp cận anh Hiếu để nối lại tình xưa đúng không? Không phải. Cho đến hôm nay tôi cũng mới biết anh Hiếu là chủ tịch của tập đoàn ABA thôi. Cô định diễn kịch cho ai xem vậy? Hôm trước cô và anh Hiếu nói chuyện lâu như vậy, chẳng nhẽ anh Hiếu không giới thiệu gì sao? Đúng là không có chuyện này. Hơn nữa, giữa tôi và anh Hiếu đã là chuyện quá khứ rồi. Cô là vợ sắp cưới của anh ấy thì phải tin tưởng anh ấy chứ. Tôi tin anh Hiếu, nhưng mà cô thì không. Vậy chị muốn gì đây? Cô nghỉ việc đi. Tốt nhất là biến luôn khỏi cái thành phố này đi. Cách cư xử của chị thế này e là không phù hợp với một thư ký đâu. Đừng nói nhiều. Cô định chống đối tôi đúng không? Từ lúc ra trường đến giờ tôi mới tìm được một công việc ưng ý. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc thôi, không muốn gây sự hay chống đối ai cả. Xin phép tôi đi trước. Được lắm. Cô tưởng tôi không làm gì được cô à? Cứ đợi đấy. Tôi nói với anh những gì anh quên rồi à? Em cũng biết tính anh rồi còn gì. Anh mà đã quyết cái gì thì sẽ không dễ bỏ cuộc đâu. Vậy anh có biết quấy rối cuộc sống cá nhân của người khác thế này là vi phạm pháp luật không? Em nghĩ mình vào tập đoàn ABA rồi thì có thể lên mặt dọa anh sao? Anh không sợ đâu. Chuyện tôi vào được tập đoàn ABA anh biết sớm như vậy, lại thêm cái thái độ không sợ trời không sợ đất này nữa. Chắc là thư ký Ngọc Anh đã tìm đến anh nói chuyện rồi đúng không? Em nói gì cơ? Anh không hiểu. Hiểu hay không thì bản thân anh rõ nhất. Từ trước tới giờ tôi chẳng gây chuyện với ai cả. Nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ tôi đâu. Anh cho em cơ hội như vậy mà hết lần này đến lần khác em làm bẽ mặt anh. Cuối cùng thì anh phải làm như thế nào? Em mới cho anh cơ hội đây. Một khi anh đã không thích một người nào đấy thì cho dù người ta có hái sao trên trời cho anh cũng không thích đâu.
Mong anh hiểu cảm giác của tôi. Vậy anh cứ cố tình không hiểu thì sao? Anh làm gì vậy? Đang quấy rối người yêu tôi à? Anh nói cái gì cơ? Cô ấy là người yêu của anh. Chủ tịch ạ. Em ngồi đi. Chủ tịch. Chủ tịch ạ. Giới thiệu với anh một chút. Tôi là Hoàng Trọng Hiếu, chủ tịch tập đoàn ABA. Thì ra là chủ tịch Hiếu. Ngưỡng mộ anh đã lâu ạ. Đây là người yêu tôi. Từ giờ tôi yêu cầu anh không làm phiền cô ấy nữa. Người yêu ấy ạ. Sao vậy? Anh có làm được không? Làm được ạ. Tôi sẽ tránh xa cô ấy. Chủ tịch Hiếu yên tâm ạ. Tôi xin phép ạ. Xin lỗi em nhé. Anh chỉ muốn giúp em giải quyết phiền toái thôi. Cho dù vậy, chủ tịch Hiếu cũng không nên tùy tiện nói thế đâu. Như thế dễ gây hiểu lầm cho người khác lắm ạ. Sao giờ em lại khách sáo với anh như vậy? Em giận anh vì chuyện này à? Không phải. Chẳng qua là sợ chủ tịch gặp phiền phức không đáng có thôi. Ý em là thế nào? Anh không hiểu. Thôi bỏ đi. Từ từ rồi chủ tịch sẽ hiểu thôi ạ. Nãy giờ em một câu chủ tịch, hai câu chủ tịch. Anh thấy hơi mất tự nhiên. Mất hay không là do suy nghĩ của chủ tịch thôi. Còn em vẫn xưng hô đúng với danh phận của mình. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Em có thể mời anh cốc cà phê được chứ? Được mời chủ tịch ly cà phê là vinh dự của em rồi. Sao em từ chối được? Anh uống loại gì thì gọi hộ giúp em với ạ. Em ơi, cho anh cốc nấu đá nhá. Không được. Bây giờ mình mà vào, kiểu gì anh Hiếu cũng trách mình cho xem. Phải tính kế lâu dài mới được. Chào chị, có chuyện gì vậy ạ? Bên kia có quán cà phê, chúng ta sang đó nói chuyện một lát. Tôi nghĩ là không được đâu. Bây giờ cũng muộn rồi. Chiều nay tôi phải đi gặp đối tác sớm. Có chuyện gì thì chị nói luôn ở đây cũng được. Được. Hẳn là cô biết con bé nhân viên mới ở bộ phận của cô chứ. Ý chị đang muốn nói đến cô Phương Anh đúng không ạ? Cô ấy là người giỏi giang, lúc nào cũng... Tôi hỏi cô biết nó hay không? Ai bảo cô khen ngợi nó làm gì? Vậy thư ký Ngọc Anh muốn gì đây ạ? Cô nghĩ cách đuổi việc nó cho tôi. Chị nói gì cơ? Cô đường đường là giám đốc của một bộ phận mà không đuổi việc được một đứa nhân viên mới à? Cô ấy là nhân viên mới nhưng đã ký hợp đồng với bộ phận nhân sự đàng hoàng. Đâu phải nói đuổi là đuổi được ạ. Vậy cô không biết đường, bịa ra một lý do gì đó rồi đuổi sao? Chị Ngọc Anh này, chị không chỉ là thư ký mà còn là vợ sắp cưới của chủ tịch đấy. Mọi lời nói và hành vi của chị nên tiết chế lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của tập đoàn đấy ạ. Cô đang dạy khôn tôi đấy à? Tôi chỉ đang phân tích cho chị hiểu thôi, chứ không có ý dạy khôn chị đâu ạ. Tôi không cần phải nghe mấy cái lời nói đó. Cái quan trọng á là câu trả lời của cô kìa. Xin lỗi chị, tôi là cấp trên thì phải bảo vệ chở che cho cấp dưới, chứ không phải lạm quyền, làm điều ngang ngược đâu ạ. Cô làm như vậy là đang chống đối tôi đấy. Cô có tin tôi sẽ cho cô nghỉ việc không? Chị nên nhớ, tôi là giám đốc quản lý một mảng rất quan trọng của tập đoàn. Chủ tịch muốn kỷ luật tôi thì cũng phải họp hội đồng, chứ đừng nói là cho nghỉ việc. Còn chị... Tôi xin lỗi chị nhé, chị không đủ tư cách làm điều đó đâu. Ô, anh làm em giật mình đấy. Anh xuống từ bao giờ thế ạ? Đủ để nghe được tất cả. Trước giờ anh không nghĩ em là con người như vậy đâu. Xem ra chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu hết về nhau rồi. Chẳng phải là do anh à? Em là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Sao anh ngang nhiên qua lại với người yêu cũ sau lưng em như thế? Đã vậy, anh còn tình tứ nhận cô ta là người yêu trước mặt người khác. Anh coi em là gì chứ? Em theo dõi anh đấy à? Em không có. Đừng tưởng anh không biết. Em gặp giám đốc Hải, kích động anh ta bám theo làm phiền Phương Anh. Như vậy thì sao chứ? Em mới là người yêu hiện tại của anh. Sao anh quan tâm nhiều đến người yêu cũ làm gì? Em quá ngang ngược và vô lý rồi. Chuyện tình cảm của chúng ta tốt nhất nên dừng lại đi. Anh nói cái gì cơ? Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.
Có phải anh vẫn còn tình cảm với con Danh kia đúng không? Đúng vậy. Không thể nào, anh không thể đối xử với em như thế được. Khi anh đến với em, anh cũng xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng càng ngày anh thấy khoảng cách của chúng ta càng lớn. Hơn nữa, anh thật sự vẫn chưa quên được Phương Anh. Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Em không đồng ý. Em không phải cố chấp. Em có thể chọn ở lại tiếp tục làm việc hoặc ra đi. Anh sẽ đền bù và tiến cử cho em một công việc khác tương đương. Nhưng với điều kiện, em phải tiết chế lại bản thân mình đi. Anh, em biết em sai rồi. Anh tha thứ cho em được không ạ? Em không cần phải nói thêm gì nữa. Anh sẽ nhận tất cả sai trái về mình. Và anh sẽ không thay đổi quyết định đâu. Lại là chị à? Mày thái độ gì đấy? Mày khiến cho anh Hiếu chia tay tao. Tao còn chưa tính sổ với mày mà mày dám thái độ à? Cái gì cơ? Anh Hiếu chia tay chị rồi. Bớt giả nai đi. Chẳng phải anh ấy chia tay tao để quay lại với mày sao? Chị thật sự hiểu nhầm rồi. Đến bây giờ tôi mới biết anh chị chia tay đấy. Mày đừng giả vờ giả vịt nữa. Mày nghĩ tao ngu thế à? Chị đường đường là thư ký của chủ tịch tập đoàn lớn cơ mà. Sao chị cư xử thiếu văn hóa thế? Anh Hiếu bỏ tao rồi. Tao còn cái quái gì mà phải để ý chứ. Thế chị muốn gì đây? Mày mau nghỉ việc rồi cuốn gói về quê cho tao. Chẳng phải chuyện này tôi đã nói với chị rồi sao? Giờ không còn như trước kia nữa. Tao hết kiên nhẫn với mày rồi. Tôi bận rồi, không có thời gian đôi co với chị đâu. Mày định đi đâu? Tao còn chưa nói chuyện xong với mày cơ mà. Chị vừa phải thôi. Tao hỏi lại mày, mày có chịu nghỉ việc không? Chẳng phải anh Hiếu với chị chia tay rồi sao? Tôi nghỉ hay đi làm thì đâu có thay đổi được gì chứ. Mày chỉ cần cút khỏi tầm mắt của anh ấy thì tao tự khắc có cách khiến anh Hiếu thay đổi suy nghĩ. Tôi vẫn không nghe lời chị được. Xem ra mày với anh Hiếu cũng giống nhau đấy nhở. Vẫn còn lưu luyến tình cũ đúng không? Đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan đến chị. Tôi đang bận, không có nhiều thời gian đôi co với chị đâu. Tao đã cho mày cơ hội mà mày không biết nắm bắt. Đừng trách tao ác. Này, các người định làm gì đấy? Hai thằng mày, lôi cổ nó xíp thẳng về quê cho tao. Nếu mà nó ngang bướng ấy, cứ rạch nát mặt nó, xem nó còn dám đến gặp anh Hiếu nữa không. Chị đừng có làm càn. Tôi mà kiện là chị ngồi tù đấy. Mày vẫn còn mẹ già và em thơ. Mày nghĩ mày kiện tao thì tao sẽ để cho họ yên à? Hai thằng mày còn đứng đấy làm gì? Dừng lại. Anh Hiếu, sao anh lại ở đây ạ? Em không sao chứ? Cô đang làm gì vậy? Em làm như vậy chỉ để muốn nó tránh xa anh thôi. Xem ra những gì tôi nói cô đều bỏ ngoài tai hết đúng không? Em không can tâm. Chúng ta sắp cưới nhau rồi mà. Sao anh nói chia tay là chia tay được chứ? Cô nhìn xem, với tính cách lưu manh côn đồ, ngang ngược vô lý, không biết chừng mực như thế này, cô nghĩ tôi còn yêu cô được à? Nể chút tình cảm cũ, tôi sẽ bỏ qua cho cô chuyện hôm nay. Nhưng từ giờ cô không cần đến tập đoàn tôi làm việc nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Anh Hiếu, anh bình tĩnh đã. Cô đừng để tôi mất kiên nhẫn. Nếu không hậu quả thế nào thì cô biết rồi đấy. Không sao rồi, từ giờ cô ta sẽ không làm phiền gì em cả. Nếu không còn việc gì thì em về đấy ạ. Em còn bận nhiều việc. Khoan đã, anh còn chuyện muốn nói với em. Chuyện gì để khi khác nói được không ạ? Em cũng nghe Ngọc Anh nói rồi. Chắc em cũng đoán được là anh muốn nói gì đúng không? Em sao biết được anh nghĩ gì mà đoán chứ. Anh làm gì vậy? Phương Anh, chúng ta yêu nhau khi còn rất trẻ. Rồi cả lúc chia tay cũng chưa suy nghĩ được chín chắn. Để rồi những năm tháng trôi qua để lại cho anh bao nhiêu tiếc nuối. Anh cũng đã thử tìm em rất nhiều lần nhưng không gặp. Thật không ngờ đến lúc muốn bỏ cuộc thì lại gặp được em. Em nói xem, duyên phận có kỳ diệu không?
Anh vừa mới chia tay người yêu xong, nói mấy lời này e rằng không hay lắm đâu ạ. Anh không quan tâm. Điều anh quan tâm là em có cùng suy nghĩ với anh không. Anh nghĩ vì lý do gì mà suốt bao năm nay em không chịu yêu ai khác chứ? Anh biết mà. Vậy chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối của năm xưa được không em? Hôm trước em đi shopping với mẹ thì mẹ có nói là đã sắp xếp cho anh cuộc xem mắt với con gái giám đốc công ty BJ vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần này rồi đấy. Mẹ vẫn chưa chịu từ bỏ vụ mai mối cho anh à? Chẳng những không từ bỏ mà mẹ còn lên lịch đám cưới cho anh luôn rồi. Anh có làm sao không đấy? Có ai không? Giúp tôi với. Có chuyện gì vậy ạ? Hình như là anh trai tôi bị hóc rồi. Tôi là bác sĩ, cô để tôi kiểm tra tình hình của anh ấy nhá. Được, được, vậy thì làm phiền cô ạ. Anh đứng dậy giúp tôi. Anh sao rồi? Anh rồi đó. Tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Nếu như mà không có cô thì anh em tôi không biết phải làm thế nào cả. Không có gì đâu. Nếu gặp người đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, tôi mà không giúp đỡ thì làm sao xứng đáng với công việc bác sĩ của mình. Hay là cô ngồi dùng bữa với anh em tôi luôn nhé. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng mà bây giờ tôi còn bận việc, tôi xin phép nhé. Chào cô. Anh ổn thật rồi chứ? Thế tốt rồi. Mời vào. Giám đốc cho gọi tôi ạ. Tôi vừa xem bệnh án bệnh nhân của cô đấy. Dạ, có vấn đề gì sao ạ? Mấy ca bệnh gần đây của cô chỉ thu được tiền khám chứ không hề bán được thuốc đi kèm, có đúng không? Những ca bệnh đó đều không có gì nghiêm trọng, chỉ cần dùng phương pháp dân gian là có thể chữa trị khỏi. Vậy nên là tôi đã không kê thuốc cho bệnh nhân. Lần sau, những ca bệnh như thế, cô nên kê thêm thực phẩm chức năng cho bệnh nhân, rõ chưa? Tôi nghĩ không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để mua thực phẩm chức năng, cho nên là... Cô nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng là cô đang làm việc trong bệnh viện của tôi. Cô phải tuân theo những quy định do tôi đặt ra. Họ là bệnh nhân của tôi. Việc lên phác đồ điều trị cũng là do tôi quyết định. Mong giám đốc tôn trọng tôi ạ. Này, cô vẫn chưa hiểu những gì tôi nói đúng không? Sao? Muốn nói gì thì nói đi. Tôi không thể đề xuất dịch vụ không dùng bảo hiểm để tăng chi phí chữa trị cho bệnh nhân giống như anh. Cũng không thể làm trái với lương tâm mình khi những bệnh thông thường như là đau đầu cảm cúm cũng kê cho bệnh nhân một đống thực phẩm chức năng chỉ để thu thêm tiền. Còn gì nữa không? Sở trường của tôi không phải là chặt chém bệnh nhân như anh. Này, cô đang đổ tiếng xấu cho tôi đấy à? Những con sâu làm dầu nồi canh như anh mới chính là kẻ mang tiếng xấu tới cho ngành y đấy. Anh có biết bệnh nhân gọi như thế là gì không? Là vẽ bệnh đấy. Cô nói hết chưa? Một bác sĩ làm công ăn lương như cô mà cũng dám lớn tiếng chỉ trích tôi à? Cô nghĩ tiền lương, tiền thưởng hàng tháng là lá trên cây cho cô thích vặt thì vặt đấy à? Anh đừng nói như là anh đã bố thí cho tôi vậy. Mỗi ngày tôi đều đi làm sớm về khuya, chữa trị cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Cho nên là tiền lương, tiền thưởng hàng tháng tôi nhận được là vô cùng xứng đáng. Giấy phép hành nghề của cô vẫn còn chưa khô mực đâu đấy. Dám lớn tiếng chỉ trích tôi như thế à? Tôi sẽ hành nghề bằng lương tâm và phẩm giá của mình. Đối với tôi, sức khỏe của bệnh nhân luôn luôn là số 1. Nếu như cô đã thành cao như vậy, đi chỗ khác làm việc đi. Chỗ của tôi không chứa cô được. Dù anh có năn nỉ tôi ở lại thì tôi cũng không thèm đâu. Đừng hòng làm trong ngày y nữa. Vô.
này, cậu ngầu thật đấy. Ngầu khỉ gì, bây giờ rời đi rồi tôi mới tự hỏi bản thân là tại sao mình lại có thể làm việc trong cái bệnh viện khỉ gió đấy trong vòng 2 năm trời cơ chứ. Vì bệnh viện trả lương cao, đãi ngộ tốt chứ sao. Công nhận là tôi đã vì đồng tiền mà mắt nhắm mắt mở giả câm giả điếc trước mấy cái trò moi tiền từ bệnh nhân của tên giám đốc khốn nạn đấy. Dù sao thì cậu cũng dũng cảm hơn tớ nhiều, dám bỏ cả việc. Ừ, nên là bây giờ tớ mới thất nghiệp đây. Thấy hối hận rồi à? Phải, tớ cảm thấy hối hận vì đã không vạch trần cái bộ mặt đều dạ hám tiền của tên giám đốc đấy sớm hơn đấy. Tớ phải cho cả thế giới này biết cái hành vi xấu xa của tên giám đốc đấy mới được. Cậu định làm gì? Đương nhiên là bóc phốt hắn ở trên các hội nhóm của ngành y rồi. Hả? Uống đi. Thôi, uống thế đủ rồi, không tốt cho sức khỏe đâu. Điều này cậu rõ hơn ai hết mà. Alo. Cô chán sống rồi đấy à? Trước đây anh là sếp của tôi, anh nói như thế nào thì tôi cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng mà bây giờ ấy thì còn lâu nhá. Cô uống rượu đúng không? Tôi uống cái gì thì liên quan gì đến anh? Cô gỡ ngay cái status điên khùng của cô xuống ngay cho tôi. Đừng có mà mơ. Alo. Alo. Ai đấy? Giám đốc bệnh viện của cậu à? Cái tên giám đốc cũ, hắn ta muốn tớ gỡ cái bài bóc phốt xuống. Nhưng làm gì có chuyện đấy. Anh. Anh có muốn vào uống cốc bia không? Sao tự nhiên lại uống bia? Thi thoảng anh em mình đổi gió một tí. Hôm nay trời nóng thế này cơ mà. Thôi được rồi, nếu em muốn thì anh chiều. Đi thôi. Anh. Anh nhìn xem, kia có phải là người giúp anh ở nhà hàng hôm trước không? Đúng là cô ấy rồi. Hay là mình ra chào hỏi một tiếng đi. Em chào chị ạ. Sao lại đến nông nỗi này? Tất cả cũng là nhờ cái tên giám đốc cũ của tớ đấy. Sau khi mà bị tớ bóc phốt trên các hội nhóm, hắn ta đã trả thù tớ bằng cách là bôi nhọ danh dự của tớ với các giám đốc bệnh viện khác. Kết quả là tớ không xin được việc, bây giờ không còn tiền, thế là bị chủ nhà trọ đuổi đi rồi. Đàn ông đàn an gì mà hẹp hòi xấu bụng thế không biết, mang tiếng làm lãnh đạo. Thế thì mới có chuyện để nói đấy. Nếu cậu bị phong sát trong ngành như thế, sau này biết làm gì để sống. Hay là chịu thiệt một tí đi, tớ xin lỗi hắn một câu. Cho dù tớ có chết đói, tớ cũng sẽ không bao giờ xin lỗi hắn đâu. Thôi, giờ trước khi tìm được nhà trọ, qua nhà tớ ở vài hôm đã. Như thế liệu có ngại chồng cậu không? Ngại gì, tính ông Vinh nhà tớ thoải mái lắm. Lên xe đi. Cảm ơn anh. Anh cũng muốn uống cà phê ạ? Em tiện tay pha anh một cốc luôn nhá. Để em đi đun nước, anh lấy cốc giúp em nhá. Dĩ nhiên rồi. Anh không định nhường đường cho em đi à? Anh vừa làm gì vậy? Em ăn không ở không nhà anh mấy ngày hôm nay rồi. Chẳng nhẽ em không định báo đáp gì à? Anh nói như vậy là sao? Tôi là bạn thân của vợ anh đấy. Chúng ta kín đáo một chút thì vợ anh làm sao mà biết được. Anh đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ mà. Em định đi đâu? Này, bỏ tôi ra, anh làm chỗ gì đấy, bỏ tôi ra.
Từ ngày nhìn thấy em là anh đã muốn hôn em rồi. Cô ấy bị làm sao thế nhỉ? Hình như bị tai nạn giao thông. Liệu cô ấy có làm sao không anh? Nhà tôi ngay gần đây, để tôi về lấy xe đưa cô ấy đi bệnh viện. Vâng vâng vâng, thế anh giúp tôi đỡ cô ấy dậy đã. Khoan đã, hai anh đừng chạm vào cô ấy. Khi gặp người bị tai nạn giao thông, đa phần mọi người đều muốn đưa bệnh nhân tới bệnh viện một cách nhanh chóng nhất. Tuy nhiên, việc di chuyển bệnh nhân không đúng cách trong một số trường hợp sẽ dẫn tới tình trạng chấn thương tồi tệ hơn. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Không lẽ cứ để cô ấy nằm trên đường thế này à? Trong lúc tôi kiểm tra tình trạng chấn thương của cô ấy, anh giúp tôi gọi xe cấp cứu nhé. Ồ, ai thế này? Chắc là không bệnh viện ở Nhật nên mới phải quay lại đây để cầu xin tôi chứ gì. Tôi đang bận, không rảnh để tranh cãi với anh đâu. Chuyện đã đến nước này rồi, cô còn giả vờ giả vịt để làm cái gì? Tôi vốn là người rộng lượng, bây giờ cô chỉ cần quỳ xuống đây xin tôi một tiếng, tôi sẽ nghĩ đến chuyện phục chức cho cô. Anh đang ngủ mơ đấy à? Thái độ này là sao đây? Tôi có phải đổi sang nghề khác, tôi cũng sẽ không bao giờ cầu xin anh đâu. Vậy hôm nay cô đến đây là với mục đích gì? Tôi đưa người tới chữa bệnh. Tôi nói cho cô biết, tất cả những người liên quan đến cô, dù đang sắp chết, cũng không bao giờ được chữa ở bệnh viện này. Anh có phải là con người không thế? Đây là bệnh viện của tôi. Tôi chữa cho ai hay không chữa cho ai là quyền của tôi, hiểu chưa? Hạng người như anh không xứng đáng hành nghề y. Cô... Hắn thật sự vì thù riêng mà coi thường tính mạng người bệnh như vậy sao? May mà chị My kịp thời đưa em tới bệnh viện khác. Nếu không, em đã chẳng còn cơ hội để gặp anh nữa rồi. Em yên tâm, anh sẽ dạy cho tên khốn đó một bài học. Em nghĩ là anh nên phong sát hắn trong toàn ngành y đi. Em nói có lý. Vâng ạ. Thôi, em mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Tình trạng của Ngọc Anh như thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói con bé ổn hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô vì đã nhiệt tình giúp đỡ em gái tôi. Nếu ai gặp phải tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi đã nghe Ngọc Anh kể về chuyện giám đốc bệnh viện PJ chèn ép gây khó dễ cho cô rồi. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi anh ta có thể tồi tệ đến như vậy đây. Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Tại sao hai người dám vào phòng làm việc của tôi? Từ hôm nay trở đi, văn phòng này không thuộc quyền sở hữu của anh nữa. Tôi là giám đốc bệnh viện, văn phòng này không phải của tôi thì là của anh chắc. Tôi đã mua lại bệnh viện này từ bố của anh rồi. Đừng có mà nói láo. Trời, sao ông ấy có thể bán bệnh viện mà không nói với tôi một câu nào chứ? Có lẽ trong mắt ông ấy, anh chỉ là một tên bù nhì, nên ý kiến của anh chẳng có giá trị gì hết. Cô đã xúi giục anh ta mua bệnh viện của tôi đúng không? Người bị anh từ chối điều trị chính là em gái của tôi. Hạng người như anh không xứng đáng để điều hành bệnh viện, càng không xứng đáng để hành nghề y. Anh nói vậy là có ý gì? Anh đã bị sa thải và sẽ bị cả ngành y quay lưng tới tận cuối đời. Tất cả là do anh thôi, vô đạo đức, mất nhân tính, còn không mau khuân góp khỏi bệnh viện của tôi.
Tên khốn đó đi rồi, cô sẽ quay lại bệnh viện chứ? Anh không cần phải xem CV của tôi à? Tôi đi một vòng bệnh viện, thấy bác sĩ, y tá nào cũng khen ngợi cô. Đó không phải là CV tốt nhất rồi sao? Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được quay trở lại với công việc yêu thích của mình. My. Chị My. Em nghe y tá trong bệnh viện nói là chị chuẩn bị đi phát đồ ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo đúng không ạ? Thế thì em với anh Hiếu đi cùng được không ạ? Dĩ nhiên là được rồi. Mà em nghe mọi người nói đồ ăn từ thiện lần này là do chị bỏ tiền túi ra hỗ trợ bệnh nhân nghèo đúng không? Thật ra thì cũng có một số mạnh thường quân ngỏ ý muốn tài trợ, nhưng mà chị thấy chuyện tiền nong cũng khá nhạy cảm nên là không muốn nhận. Mình có bao nhiêu thì mình bỏ ra thôi. Anh Hiếu, bệnh viện này là của anh đứng ra tài trợ đi chứ. Anh cũng đang có ý đó đấy. Chị My, cứ để cho anh ấy chi tiền, chị em mình bỏ công bỏ sức. Kể ra, chị My với anh trai em có nhiều điểm chung thật đấy chứ. Hai anh chị đều là người giỏi chuyên môn, có trái tim ấm áp, tấm lòng nhân ái. Đúng là đôi lứa xứng đôi. Hai anh chị mà không yêu nhau ấy, đúng là phí của trời. Địa chỉ nhà trọ ghi ở đây cơ mà nhỏ. Thôi kệ đi em ơi, không khéo bị bọn lừa đảo nó dàn cảnh tai nạn rồi ăn vạ đấy. Thời buổi kinh tế khó khăn, không biết là nào mà lần đâu, cẩn thận vẫn hơn. Đâu anh ta bị tai nạn thật thì sao nhỉ? Không phải có thể là anh ta bị bệnh gì đó nguy kịch rồi ngất ra đây thì sao? Thôi, mặc kệ, giúp nhầm muộn hơn bỏ sót vậy. Anh gì ơi? Alo ạ? Làm ơn cho tôi một xe cấp cứu đến đường Xuân Thủy ạ. Dạ vâng, vâng, tôi cảm ơn ạ. Ở kia chủ tịch, anh đã khỏe được bao lâu đâu mà lại làm việc thế này. Mẹ anh mà biết lại trách tôi tắc trách không chăm sóc anh chu đáo đấy ạ. Tôi ngồi mãi một chỗ cũng thấy bí bách trong người. À, chuyện tôi nhờ anh điều tra về cô gái đã giúp tôi hôm trước, anh làm đến đâu rồi? Thưa chủ tịch, đoạn đường ấy không gắn cam, bây giờ chủ tịch bảo em tìm cô gái ấy không khác nào mò kim đáy biển đâu ạ. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng có một cô gái mặc chiếc áo màu đen sọc kẻ trắng, như là ngựa vằn ấy. Có thông tin gì khác hơn không chủ tịch? Ví dụ như có đặc điểm gì nhận dạng, trẻ hay già, cao hay thấp không ạ? Chủ tịch cứ nói chung chung như thế, đến thám tử còn không tìm được, tôi tìm làm sao được ạ? Tôi tin vào năng lực của cậu. Còn tôi chẳng có chút niềm tin nào vào bản thân hết ạ. Chỉ cần cậu tìm được cô ấy, tôi sẽ tăng lương gấp 3 cho cậu. Thế còn không tìm được thì sao ạ? Cậu biết tính tôi xưa nay rất công bằng mà. Nếu mà không tìm được thì giảm một nửa tiền lương nhá. Chủ tịch đúng là chủ tịch, rất biết cách làm khó nhân viên đấy. Chủ tịch rõ ràng là đang chơi mình mà.
Giờ tìm đâu ra cô bé mặc áo kẻ ngang như con ngựa vằn bây giờ? Áo sọc ngang như con ngựa vằn. Chẳng có nhẽ ông trời giúp mình rồi. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô gì ơi? Áo kẻ sọc ngựa vằn ơi. Anh ta gọi mình à? Anh gọi tôi đi à? Có phải chủ nhật tuần trước cô đã giúp một người đàn ông bị tai nạn ở bên đường đúng không? Anh là... Thế thì đúng rồi. Người mà cô cứu ấy là chủ tịch của tôi. Anh ấy đang bảo tôi đi tìm cô để nói lời cảm ơn ấy. Vâng, đúng rồi. Chính tôi đã cứu anh ấy đấy. Ôi, tạ ơn trời đất. Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Mình cứ tưởng chủ tịch tập đoàn ABA là một ông già bụng bia, đầu hói răng ố vàng. Không ngờ anh ấy lại trẻ và đẹp trai thế này. Ông trời đúng là giúp mình rồi. Cô uống nước đi. Dạ, cảm ơn anh. Nếu hôm đó cô không kịp thời gọi xe cấp cứu cho tôi thì chắc có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cô chính là ân nhân của tôi đấy. Có gì đâu, mẹ tôi dạy rồi, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Hôm đó nếu là người khác thì tôi vẫn sẽ cứu. Trong một xã hội đầy rẫy những người vô tâm thì người lương thiện như cô thật đáng quý. Anh quá khen ạ. Cô có nguyện vọng gì cần tôi giúp đỡ không? Nếu trong khả năng có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng là tôi có một nguyện vọng muốn thực hiện. Nguyện vọng gì vậy? Tôi tốt nghiệp ngành truyền thông, cho nên muốn xin vào làm ở phòng marketing của tập đoàn ABA với tư cách là thực tập sinh. Không biết anh có thể giúp tôi... Đương nhiên là được rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi cứ tưởng sau khi tốt nghiệp xong thì sẽ không cần phải nhìn bản mặt đáng ghét của cậu nữa. Ai dè lại gặp ở đây nhỉ? Chắc là ông trời đang muốn giúp cậu thỏa lòng hơn thua với tôi, cho nên là đã sắp đặt cho chúng ta có cơ hội tương phùng đấy. Này, cậu tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. Tôi đường đường là gái thành phố, cần gì phải hơn thua với một đứa tỉnh lẻ như cậu. Nếu như không hơn thua thì mời gái thành phố tránh qua một bên để nhờ cho người tỉnh lẻ đi ạ. Gì đây? Hồ sơ xin việc à? Cậu làm cái gì đấy? Cậu có biết là tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa được sự cho phép là bất lịch sự lắm không? Chỗ bạn bè quen biết, tôi chân thành khuyên cậu một câu, đừng có nộp hồ sơ làm gì cho tốn công cả. Vì cậu có nộp ấy, tôi cũng sẽ tìm cách loại thôi. Cậu dám? Người yêu tôi là chủ tịch tập đoàn ABA thì có gì mà tôi không dám. Chẳng hiểu hôm nay mình bước chân trái chân phải ra khỏi cửa mà đen thế không biết nữa. Tôi xin lỗi anh ạ. Sao mùi nước hoa quen thế nhỉ? Đây chẳng phải là mùi nước hoa của cô gái đã cứu mình hôm xảy ra tai nạn à? Mời vào. Chủ tịch ạ. À. Có chuyện gì không? Dạ, nghe anh Quang nói mấy hôm nay chủ tịch mất ngủ, cho nên em pha cốc trà hoa cúc La Mã để cho anh uống ạ. Cảm ơn cô. Nhưng từ sau cô không cần phải mất công như vậy đâu. Việc đó đã có trợ lý của tôi lo rồi. Em biết là anh Quang chăm sóc anh rất chu đáo, nhưng anh cho em cơ hội được làm thực tập sinh ở tập đoàn, giúp em học hỏi được rất nhiều kiến thức, cho nên em chỉ muốn tự tay làm việc gì đó để bày tỏ lòng biết ơn của mình thôi ạ. À. Cô cứu tôi đáp ứng nguyện vọng của cô. Chúng ta không ai nợ ai hết. Từ sau cô không cần làm những chuyện như này đâu. Dù sao thì em cũng pha rồi. Anh uống một ngụm đi ạ.
Cô đổi nước hoa rồi à? Sao trước giờ em chỉ dùng loại này thôi mà, đâu có dùng loại khác đâu. À, anh không thích loại nước hoa này à? Vậy để mai em dùng loại khác ạ. Trước giờ chỉ dùng loại nước hoa này. Vậy mùi nước hoa mình ngửi thấy trên người cô gái đã cứu mình vào hôm đó là thế nào nhỉ? Chẳng nhẽ cô gái này không phải người đã cứu mình? Alo, tôi đang ở quán cà phê đây rồi. Nếu anh có việc đột xuất thì giờ lịch hẹn sang hôm sau cũng được, không có vấn đề gì đâu. Em ơi, anh cần gì ạ? Tính tiền giúp tôi. Dạ vâng ạ. Lại là mùi nước hoa này. Dạ tôi gửi anh hóa đơn á. Ô, là anh đây à? Cô biết tôi sao? À, đúng rồi. Thì hôm đó khi gọi xe cấp cứu xong, tôi nhận được điện thoại của chủ trọ nên là không theo anh tới bệnh viện được. Thế tình hình sức khỏe của anh thế nào rồi? Cô nói cô chính là người gọi xe cấp cứu giúp tôi á? Đúng rồi ạ, chính là tôi. Thế cô có nhớ tên đoạn đường mà hôm đó cô cứu tôi không? Là đường Xuân Thủy ạ. Thế cô có nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không? Tôi cũng không nhớ chính xác. Lúc đó hình như là khoảng 8:30. Khi đó trên người anh vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở. Câu trả lời của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với thời gian và địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Mà sao tự nhiên anh lại hỏi như thế? À, tôi chỉ muốn xác nhận lại xem trí nhớ của mình có bị ảnh hưởng gì sau vụ tai nạn không thôi. Trưởng phòng nhờ em mang bản kế hoạch marketing quý 2 sang cho anh ạ. Tôi biết rồi. Dạ, em quay về làm việc đây. Phương Anh này, hôm tôi gặp tai nạn, được cô cứu ở đoạn đường nào ấy nhỉ? Dạ, hôm anh gặp tai nạn, em cuống quá, chỉ nghĩ đến việc cứu người, cho nên không nhớ rõ tên đường lắm ạ. Vậy, cô có nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không? Em... Trước lúc xảy ra tai nạn, tôi có xem đồng hồ thì vào khoảng 11, 12 giờ trưa thì phải. Em không nhớ rõ lắm. Nhưng mà lúc xe cứu thương đến hình như là khoảng hơn 11 giờ thì phải. Thật ra thời điểm tôi gặp tai nạn cách đó vài tiếng cơ. Lúc 11 giờ thì tôi đã nằm trong phòng cấp cứu rồi. Sở dĩ cô không nhớ được tên đường cũng như thời điểm cứu tôi là bởi vì cô không phải là người đã cứu tôi, đúng chứ? Em đúng là người đã cứu anh mà. Sở dĩ em không nhớ tên đường với cả mốc thời gian là do lúc đấy em cuống quá thôi. Anh không nhớ chiếc áo đen sọc trắng mà em mặc hôm đó sao? Một nhãn thời trang mỗi lần sản xuất cả nghìn cái áo, người mặc giống người cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi đã tìm ra người cứu tôi hôm đó rồi. Dạ. Tập đoàn IBA không thể tiếp tục chứa chấp một con người mưu mô dối trá như cô được nữa. Cô thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời khỏi đây cho tôi. Anh Hiếu, bây giờ cô tự đi hay là để tôi gọi người đưa cô ra? Cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Không có gì đâu ạ. Vậy cô muốn tôi trả ơn cô thế nào? Dạ thôi, không cần đâu ạ. Tôi làm việc tốt, không phải là muốn được báo đáp gì hết. Từ trước đến nay, tôi vốn không thích nợ nần gì ai. Vậy nên cô hãy nói ra nguyện vọng của mình đi, tôi sẽ giúp cô thực hiện. Cô cứ nói đi, cô muốn tôi đưa tiền hay là giúp cô tìm một công việc tốt hơn? Thật ra thì nếu như anh không ngại thì anh có thể nhận tôi làm nhân viên thực tập của phòng marketing tập đoàn ABA được không? Bởi vì là trở thành nhân viên marketing xuất sắc chính là ước mơ của tôi.
tôi sẽ nhận cô làm thực tập sinh. Còn có thể trở thành nhân viên marketing xuất sắc hay không thì phụ thuộc vào bản lĩnh của cô. Có cơ hội là tốt lắm rồi. Tôi cảm ơn anh nhiều ạ. Mà liệu tôi vào tập đoàn làm việc thì có sợ bạn gái anh hiểu nhầm không? Tôi độc thân thì lấy đâu ra bạn gái mà cô sợ hiểu lầm. Vậy là mình bị Phương Anh lừa rồi. Vừa rồi Thọ mới đến bảo trì thang máy nên là chủ tịch chịu khó đi thang bộ nhé. Thỉnh thoảng vận động một chút cũng tốt mà. Chủ tịch có nghe thấy gì không ạ? Tôi có bị điếc đâu. Sao tự nhiên em lại nghe thấy tiếng khóc nhỉ? Có khi nào là oan hồn dã quỷ không anh? Oan cái đầu cậu ấy. Hôm nay tôi sẽ đi gặp khách hàng một mình. Cậu quay về văn phòng trước đi. Sao tự nhiên chủ tịch lại thay đổi như vậy ạ? Có muốn bị trừ lương không? Không. Thế thôi, em về đây. Cô sao đây? Ai bắn nạt cô à? Sao anh lại ở đây ạ? Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó. Sao lại ngồi đây khóc? Tôi xem được một bộ phim cảm động quá, không kìm được nước mắt mà sợ bị đồng nghiệp cười, cho nên là trốn vào đây khóc thôi. Phim cô nhân viên mới đi làm bị đồng nghiệp cô lập vì đi cửa sau đúng không? Không phải đâu. Mọi người ở đây đối xử với tôi tốt lắm. Tôi đang hỏi nội dung của bộ phim mà, chứ có hỏi về cô đâu. Chắc là vừa rồi do tôi xúc động quá nên là tôi nói nhầm. Tôi đã nghe trợ lý kể hết tình hình của cô rồi. Tôi đang định đi họp về sẽ tìm cô. Ai ngờ lại gặp cô ở đây. Anh Quang đã nói gì với anh ạ? Cậu ấy nói mọi người gièm pha sau lưng cô. Đồn cô được vào phòng marketing là do có quan hệ yêu đương với tôi. Chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn thôi. Anh đừng có bận tâm nhé. Tôi thì lại thấy có tiếng mà không có miếng thì hơi ấm ức, nên đã muốn biến tin đồn thành thật luôn đây. Đừng nhìn tôi như thể cô đang yêu tôi vậy. Tôi dễ bị rung động lắm đấy. Chủ tịch, anh đừng có nói đùa nữa. Từ giờ có ai bảo cô có quan hệ yêu đương với tôi thì cứ mạnh dạn mà thừa nhận nhé. Tôi sẽ chống lưng cho cô. Ai mà dám đàm tiếu tôi sẽ đuổi việc luôn. Chủ tịch, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em.